chào các anh em đam mê đồng hồ, chúng ta đang quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì nhân vật sẽ được chú ý đến đó là chiếc Patek Philippe Calatrava 6006G001, một làn gió mới lạ. Có thể nói bộ sưu tập Calatrava của Patek Philippe trong thời điểm hiện tại thực sự bị lấn át khá nhiều bởi những người anh em cùng nhà với cơ chế và thiết kế phức tạp hơn. Khi đặt vấn đề mua một chiếc Patek thì người chơi thường nhắm tới những chiếc lịch thường niên, lịch vạn niên hay là những thiết kế thể thao như là Nautilus hay là Aquanaut. Tuy nhiên thì nếu như tìm hiểu kỹ hơn, chúng ta sẽ thấy được những mẫu đồng hồ thú vị như là Calatrava UEF 6006G trong video ngày hôm nay. Theo phong cách thiết kế truyền thống với kim dolphin hay cọc số Patent, mẫu đồng hồ Patek Philippe này có thiết kế phá cách và ấn tượng hơn, nhưng lại không đi quá xa tiêu chuẩn của một chiếc dress watch. Phiên bản này được ra mắt nối tiếp chiếc REF 6000 vốn đã được ra mắt vào năm 2005 với một số cải tiến đáng kể. Cải tiến đầu tiên của chiếc đồng hồ này chính là đường kính được tăng lên 39mm, lớn hơn 2mm so với phiên bản trước đó. Nếu như 37mm là kích thước chuẩn cổ điển, thì con số 39 lại mang tính đương đại hơn, có thể đáp ứng được nhu cầu của những người chơi với cổ tay to. Tất nhiên là nếu như bạn vẫn thích kích thước 37mm truyền thống, thì bạn có thể tìm một chiếc Calatrava 6000 đã qua sử dụng ngoài thị trường. Tiếp đến là phần mặt số đồng hồ với 4 phong cách hoàn thiện khác biệt. Riêng ngoài mặt số được hoàn thiện sần với những chữ số hiển thị lịch ngày và được chỉ bởi một cây kim đầu đỏ. Cây kim này được thiết kế dạng mũi tên, là một thay đổi so với REF 6000 cũ, hình trăng khuyết. Theo ý kiến cá nhân của tôi thì thay đổi này thực sự đúng đắn và phù hợp với phong cách chung của chiếc đồng hồ. Đi sâu vào trong một chút là phần mặt số được hoàn thiện bởi những đường vân tròn đồng tâm với các con số Ả Rập kích thước lớn để chỉ giờ. Sâu hơn chút nữa thì chúng ta có một vòng trắng với các vạch để chỉ phút. Tại đây thì những đường vân tròn đồng tâm được khắc nét và khắc rõ nét hơn, hay còn được gọi là kỹ thuật Guilloge. Kỹ thuật này cũng được lặp lại trên mặt số phụ chỉ giây ở góc 4 giờ, bắt đầu ngay từ tâm mặt số. Với tông màu sắc đơn giản, trắng hoặc là đen, việc sử dụng những phong cách hoàn thiện khác nhau sẽ làm cho mặt số có chiều sâu và ấn tượng hơn. Mặt số phụ chỉ giây được đặt lệch góc là đặc điểm nhận diện của mẫu Patek Philippe Calatrava 5000, vốn là tiền nhiệm của chiếc 6000. Bộ máy Calibre 240PS cũng là nền được sử dụng cho những phiên bản kế nhiệm của 5000 hay là 6000 hay là 6006. Một thay đổi khác được nhiều người yêu thích ở chiếc Patek Philippe 6006 chính là bộ kim giờ phút bản lớn được khoét rãnh. Trên một mặt số với phần lớn diện tích có màu đen thì bộ kim trắng này thực sự nổi bật nhưng lại không lớn tới mức phá vỡ sự cân bằng chung do phần rãnh giúp cho người dùng có thể nhìn thấu qua được. Tổng quan cho thấy mặt số của chiếc 6006G có sự hài hòa và thực sự là vừa mắt với những chi tiết được chăm chút tỉ mỉ. Và đặc biệt hơn, thiết kế này không giống với phần đông những chiếc dress watch khác của Patek Philippe, khiến cho người dùng sở hữu một chất riêng cho cá nhân mình. Tất nhiên là có một số người thì không thích sự khác biệt này và chiếc 6006G cũng không được thiết kế để phục vụ những người đó rồi. Lật qua mặt đáy của chiếc đồng hồ này thì bạn sẽ thấy được bộ máy 240PSC đang hoạt động. Đúng với những gì bạn mong muốn ở một bộ máy Patek Philippe, Calibre 240PSC thực sự là tinh xảo và hài hòa. Một bộ máy chuẩn mực theo tiêu chuẩn Haute Horlogerie với những phương thức hoàn thiện như là vân sọc Côte de Geneva, vân tròn Plage, v.v. REF 6006G cũng là chiếc đồng hồ duy nhất đang được sản xuất của Patek sử dụng bộ máy này, được lắp ráp từ 191 linh kiện và hoạt động ở tần số 21.600 VPH. Bộ máy này thì có thể chạy liên tục trong khoảng 48 tiếng khi lên đầy cót. Chi tiết bắt mắt nhất trên tuyển tác cơ khí này chính là roto được làm từ vàng 22K với biểu tượng thánh giá Calatrava. Với đường kính 39mm và độ dày 8,84mm cùng với càng nối dây 22mm, mẫu đồng hồ này vừa có độ hiện diện tốt nhưng cũng không quá lớn và phù hợp với đồ Âu. Theo mã hiệu của chiếc đồng hồ thì chúng ta đã biết là bộ vỏ đồng hồ được làm bằng vàng trắng. Mặc dù có vẻ bề ngoài gần giống với thép nhưng vàng trắng lại có những đặc tính riêng và quan trọng nhất là sự đầm tay mà chỉ chủ nhân chiếc đồng hồ mới có thể trải nghiệm được rõ ràng nhất mà thôi. Chiếc đồng hồ này được đi kèm với bộ dây da cá sấu và khóa hoa thị cũng được làm từ vàng trắng. Thiết kế này thật sự chuẩn chỉ theo công thức của Patek Philippe nhưng lại có gì đó không hợp lý với một mặt số phá cách của 6006G. Tất nhiên thì đó chỉ là ý kiến cá nhân của tôi mà thôi. Còn là sự kết hợp này vẫn đem tới vẻ đẹp nhã nhặn cho chiếc đồng hồ đúng không nào?
Tổng kết lại thì chiếc Calatrava 6006G thật sự là một thiết kế độc đáo và thú vị của Patek Philippe. Patek cũng đã xác định sẵn rằng là chiếc đồng hồ này không phải làm cho số đông mà nhắm vào những người yêu quý di sản của họ, nhưng lại muốn có một cái gì đó khác biệt và mới lạ hơn so với truyền thống. Với mức giá khoảng 30.000 USD thì đây thực sự là một lựa chọn đáng chú ý với những người muốn có chiếc Patek Philippe đầu tiên trong bộ sưu tập của mình. Đó là những nhận xét cũng như là một chút review của Gia Bảo Luxury về mẫu đồng hồ khá thú vị ngày hôm nay. Không biết là các anh em cảm thấy như thế nào, hãy để lại bình luận ở phía bên dưới video này và đừng quên là đón xem những video lần sau để cùng chúng tôi cập nhật những mẫu đồng hồ hot nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.